ក្រោយរងរបួសធ្ងន់បរមម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់បែកក្បាលហូរឈាមស្រោចខ្លួនចាបន្ទាប់ពីគាត់បានជិះម៉ូតូត្រីមួយគ្រឿងក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនមិនប្រយ័ត្នចាហើយម្យ៉ាងទៀតនៅម្ដុំនោះងងឹតផងនោះក៏បានទៅបុករថយន្តដឹកទំនិញពីក្រោយត្រូវបានរថយន្តសមួយដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗការពីវេលាម៉ោង 9:30 ដល់ថានឹងមុនពេលកាត់ហេតុគេបានឃើញបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ ជិះម៉ូតូត្រីមសេម125សេរីឆ្នាំ2008ពណ៌ខ្មៅចាស់ហើយធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ70ទិសដៅពីលេខតកើតក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនមិនប្រយ័ត្នម្យ៉ាងវិញទៀតនៅម្ដុំនោះមានសភាពងងឹតផងនោះក៏ជ្រើសទៅបុករថយន្តដឹកទំនិញធុនធំមួយគ្រឿងចាស់ហើយដែលកំពុងឈប់ចតដាក់ទំនិញពីក្រោយពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបែកក្បាលហូរឈាមស្រោចពេញខ្លួនត្រូវបានរថយន្តសមួយដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅម
ចាស់នេះកាត់ឡើងនៃការមិនប្រុងប្រយ័ត្នបាទហើយគាត់ថាអញ្ចេះ bữa cọt chụp cho tùm lính cọt cô thật đạp ra mùa chung ngay nè mấy cô bà mấy cô mà mẹ thì có pin mẹ đã đạp ra mà thà là đi cái bông tay lại tùm lính ơi bà hay phơi với gom xong phơi việc ngật phong hay cọt bạc máu viêm bản mới vặt ớ của bà tư hay dầm láng để cọt bạc băng chỉ vật đó còn đầu thằng bạc bay ba đi bờ sân chỉ cọt bạc băng chỉ vật tới mà cha lan ấy nó cọt rồi luôn này thở đầm lính tu chà lan bạc quạt đó đặt tùm lính quạt vô cả su tòng nó cứ khum quạt đằng pin đằng đòn mượt khơi thà lan đi mượt khơi thế ắt quạt thế phải pleasure ngất tiệt hai cả su tòng nó poi cả mai tiệt hai quạt ắt miên bạc pleasure sinh nhau chào plep chẳng lập pù để quạt chim tàu nó quạt phần này quạt mượt cho bà đái chà bọc bị cào pin đằng đòn nhưng vậy cô đặt đặt mà ra chẳng hơi nhắc cô ở ban mầm mai tập pin mai đài đằng sau khẳng một nó cứ cặp bông tại tùm lính nhanh chẳng quạt thời chi phải dạt và dài bà thay bờ sân chia ở toàn miền phần lớn này thế có những sản phẩm bò tới phun không quạt tập hiện đó bạn tập hiện tới hà dập tới đạm phù phần lớn chạm bê tông tới với phần bạn phần khả bê chạm tới với bàn giúp bên làng con sở hết đâm một bạc bạc màu đấy nè bạn những đơn dân bánh mấy tụi ở thang nó quạt thì nhẹ chặt cháy tới ở lấy dân niệm mầm mơ bò là miền trao là cam bình đòn bạn cứ chuẩn sang sai bùn nhẹ bật đập ở một bị đám plan dụng một toscopy một cái kích luôn bắt sở màu